Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Trong video trước, Thạch Hạo và Thạch Sùng đã tiến vào tiểu thế giới. Kết cục sau đó, Thạch Sùng may mắn thoát ra, còn Thạch Hạo thì bất tỉnh nhân sự, tu vi tiêu tàn hết và bị nhốt vào đại lao. Kể từ ngày đó, Thạch Quốc lập tức trở thành thuộc địa của ba thế lực là Bổ Thiên Giáo, Bất Đoạn Sơn cùng Ngưng Kim Môn. Tất cả những bảo vật quý giá đều bị vơ vét. Lão già này chính là Thạch Sùng, ước tính thời gian từ sau khi Thạch Hạo bị giam giữ cũng đã gần 100 năm. Nhìn thấy tài nguyên quốc gia bị lấy đi, lão vô cùng đau xót. Lúc này Thạch Hạo đã già nua, ngày hôm nay Thạch Sùng đi vào đại lao thăm hỏi. Thạch Sùng muốn biết, ở nơi này bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cậu ta có hận hắn hay không? Thạch Hạo cho biết cậu chưa từng ghi hận, nếu có thể đổi lấy Thái Bình cho Thạch Quốc, cho dù qua 100 năm nữa cũng cam nguyện bị giam cầm. Lời này hiển nhiên là đang đem trách nhiệm đặt lên người của Thạch Sùng. Thạch Sùng cảm khái, hắn cũng cho rằng chỉ cần cam tâm nuốt nhục làm bù nhìn thì có thể bảo vệ Thái Bình cho Thạch Quốc, thì có thể giữ được muôn dân trăm họ. Thạch Hạo nghe vậy liền chậm rãi đứng dậy, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, vì vạn dân Thạch Quốc, liều tới thịt nát xương tan thì có sao. Lời này làm cho Thạch Sùng vui sướng, hắn khen ngợi, sau đó lập tức biến hóa thành bộ dạng Thạch Hoàng. Rất nhanh sau đó, mọi thứ xung quanh cũng vỡ tan, cậu nhận ra mọi thứ chỉ là huyễn cảnh. Thì ra tất cả những chuyện đã xảy ra từ sau khi bị chúng chiếu ngất xỉu đều là ảo cảnh. Thạch Sùng chưa từng đang ngồi, Thạch Hạo chưa từng thoát ra ngoài. Tàn niệm của Thạch Hoàng dẫn cậu đến trước tòa cung điện rồi cho biết. Nếu như là ngày thường, Hoàng Thành bây giờ đã vô cùng náo nhiệt, mà bây giờ cậu đã có sức mạnh để bảo vệ Thạch Quốc, cũng có tấm lòng thương xót vạn dân. Bản thân cậu đã thông qua thí luyện của lão, cho nên lão quyết định đem bảo ấn truyền lại cho cậu. Bảo ấn này chính là tế linh của Thạch Quốc, bên trong nó ẩn chứa một luồng sức mạnh chí cường, dường như đang không ngừng tiến nhập vào trong thân thể của Thạch Hạo. Ở bên ngoài, Thạch Sùng trực tiếp bị đưa ra khỏi tiểu thế giới. Kỳ lạ là hắn cũng bị rơi vào ảo cảnh cùng với Thạch Hạo, cho nên sau khi tỉnh lại, hắn vô cùng hoang mang. Về phía Thạch Hạo, cậu được đưa xuống dưới mặt đất, giọng nói của Nhân Hoàng dặn dò. Trong Nhân Hoàng ấn Ngọc Tỷ Thạch Quốc có sức mạnh tột bậc, có thể giúp cậu đăng cơ làm tân Nhân Hoàng, giữ nước an dân. Lời vừa mới dứt, tiểu tháp đã lao về phía Ngọc Tỷ. Thạch Hạo thấy vậy vội vã lên tiếng ngăn cản, thứ đó tuyệt đối không thể cho hắn. Tiểu tháp thẳng thắn từ chối, thứ đó gom khí vận mồn nước. Vật cản nước cùng tế bái nhân quả quá lớn, cho nên hắn hoàn toàn không thèm dính vào. Đà thần Thạch cũng bay ra, hắn nhận ra khối Ngọc Tỷ trước mặt này. Truyền thuyết tế linh đời thứ nhất của Thạch Quốc chính là một viên đà thần Thạch. Cả hai đều cứng như nhau, chỉ là khối bia lại là khóa thạch của đồng tộc. Vì tiền bối trong tộc của hắn sau khi tụ thành thần linh, mà cái này chính là thạch thai được vứt lại sau khi thành thần. Thạch Hạo nghe vậy liền nảy ra ý tưởng. Lúc cần thiết, có thể sử dụng nó như đà thần thạch, ném nó ra cũng có thể nện người. Đà thần thạch trách mắng, làm như vậy đúng là phung phí của trời. Tiểu tháp giải thích, khối này không giống, cũng không phải chỉ có tác dụng chiến đấu. Các đời tế linh, nhân hoàng của Thạch Quốc đều coi nó là vật dẫn. Dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của cả nước để tu hành mới làm tu vi tăng trưởng thần tốc. Điều này đồng nghĩa rằng sức mạnh sẽ tràn vào khối Ngọc Tỷ này liên tục. Đà thần thạch nghe vậy lập tức lươn lẹo, tu hành vẫn phải dựa vào chính mình, đừng nên đi đường tắt, vẫn nên để cho hắn ăn hết. Thạch Hạo từ chối, vậy nhưng cậu cũng cảm thấy những lời tên này nói cũng rất có lý. Liễu thần từng nói tu hành cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, hơn nữa cậu muốn chứng minh không có ngoại lực, bản thân nhất định có thể đi trên con đường của mình. Sau khi ra ngoài, trận pháp lập tức biến mất, sau đó pháp chỉ của Thạch Hoàng xuất hiện. Nội dung bên trong thông báo truyền ngôi vị cho Thạch Hạo. Chiếu cáo này lưu lại chính là bố cáo với thiên hạ, dù bất kể là ở xa hay ở gần, giọng nói của Thạch Hoàng đều vang vọng tới. Đám dân chúng nghe xong liền quỳ lạy cung kính, hành động sùng bái này tạo ra tín ngưỡng tạo ra sức mạnh, tất cả đều quy tụ về người Thạch Hạo. Chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mắt, Thạch Sùng vô cùng kinh ngạc. Hắn nhận ra con sông đang quanh quần bên cạnh là Hoàng Đạo Long Khí. Tên Tuần Luân lập tức chỉ tay trách mắng, cho rằng cậu cả gan đứng trước mặt bệ hạ làm những trò chém mắt này là để xoán vị. Trương Lục nhanh chóng đáp lời, có bọn hắn ở đây, nhất định không để cho tiểu tử này tùy ý lừa gạt thiên hạ. Thạch Hạo thản nhiên đáp trả, công đạo tự ở lòng người. Cậu muốn biết ý kiến của Thạch Sùng như thế nào, bị hỏi thăm như vậy, Thạch Sùng vẫn im lặng suy nghĩ. Trong khi đó, mấy lão già xung quanh cũng nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Thạch Hạo ý đồ mưu phản. Thạch Hạo trực tiếp bày tỏ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Muốn động thủ thì tới đi. Nghe lời thách thức này, Trương Lục lập tức lao tới rồi lấy danh nghĩa diệt trừ nghịch tặc để xuất thủ. Tần Luân và Nguyệt Thiền cũng không muốn đứng nhìn, hai người nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Hai lão già này có vẻ như là thủ hạ tầm đắc của Thạch Hoàng, bọn họ cho rằng Thạch Hạo rất có thể là người nhận di mệnh đăng cơ của Tiên Hoàng, sao có thể để cho mấy đám người kia về công, cho nên hai người cũng lao tới ngăn cản. Nhìn trận chiến trên không trung, Thạch Sùng cuối cùng cũng lên tiếng yêu cầu Thạch Hạo dừng tay, vậy nhưng cậu lại không muốn nghe lời.
Suy nghĩ một lúc, Thạch Sùng thừa nhận hoàng vị của Thạch Quốc không thể lọt vào tay người ngoài. Thạch Hạo đó cho dù vô tâm cũng rõ ràng có hành động mưu phản, lần này nhất định phải bắt lại. Hắn ra lệnh bắt giữ Thạch Hạo, điều này vừa vặn đúng ý của đám người của Tam Sáu nên bọn họ càng thêm tấn công dồn dập. Dù như vậy thì bọn họ vẫn chẳng thể nào làm gì được Thạch Hạo. Ngay sau đó, Nguyệt Thiền cũng đứng ra nói chuyện, bản thân cậu có thể mượn dùng hoàng đạo long khí trong cùng, quả nhiên bất phàm, vậy nhưng hôm nay thiên hạ đại thế đã thành. Cậu chỉ có một mình, cho dù mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Thạch Hạo thẳng thắn khuyên nàng ta nên biết an phận một chút thì hơn, nếu không, cẩn thận cậu sẽ khiêng người về Thạch Thôn. Nguyệt Thiền cho rằng tranh đua miệng lưỡi vô ích thì cũng có nghĩa gì, có Tam Sáu ở đây tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho một kẻ ngụy hoàng như cậu. Lời này hiển nhiên là hai người đã lật mặt. Cậu huy động lực lượng tấn công, phía bên kia cũng học sức chống cự. Hai bên rằng co nhau kịch liệt vậy nhưng người chiếm ưu thế vẫn là Thạch Hạo. Cung điện thông linh này đã công nhận cậu làm Tân Hoàng. Có hoàng đạo long khí hộ thần, hai lão già bên dưới tin tưởng Tân Hoàng của bọn họ tất sẽ chiến thắng. Quả đúng là như vậy, sau khi đã ngăn cản công kích của Nguyệt Thiền, cô lập tức lao tới tấn công nàng ta. Định dùng chân sút vào bộ mặt xinh đẹp đó, Nguyệt Thiền cũng không phải dạng vừa, nàng ta đón đỡ rồi phản công lại. Biết lần này gặp phải đối thủ khó chơi, cho nên không muốn giấu bài nữa, nàng ta lập tức sử dụng ngự long thuật triệu hoán ra một con rồng màu xanh ngọc. Khí thế của nó hoàn toàn không thua kém hoàng đạo long khí của Thạch Hạo. Điều này làm cho hai lão già bên dưới kinh ngạc. Không ngờ cô ta lại sử dụng được chân long bảo thuật. Nghe đồn Bổ Thiên giáo từng chiếm được nhục thân của một đầu chân long, đáng tiếc rằng chân long bảo thuật còn chưa hoàn thiện. Chỉ là lấy ra một phần vậy nhưng uy lực đúng là kinh thế hãi tục. Thạch Hạo nhanh chóng bị bảo thuật của Nguyệt Thiền áp chế, buộc phải sử dụng thanh nhân kiếm ý chém nát đầu chân long kia. Sau đó trực tiếp lao về phía nàng ta, đồng thời không quên cảnh cáo, còn không dừng tay, cậu sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Nói tới đây thì tập phim cũng hết rồi, các bạn đón xem tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!